Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi lại giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn trên toàn quốc một bộ hoành phi câu đối phẳng. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là chiếc hoành phi bằng gỗ gụ. Chiếc hoành phi này có chiều dài là 1m97, chiều rộng là 61. Ván là dài 2 phân đậu. Bên trong lòng là chúng tôi đục chạm ba chữ Đức Lưu Quang và xen kẽ là có những tứ quý. Còn phần khuôn bên ngoài là chúng tôi làm dày 10 phân. Cũng được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Ở giữa đây là chúng tôi chạm chữ Lưu và hai bên là đục tứ quý nhưng bằng tứ quý hóa. Khuôn phần bên dưới thì chúng tôi đục hoa hồng và có gấm hoa chanh, nhìn trông rất là bắt mắt. 100% chúng tôi đục bằng tay. Và tiếp theo đây là chúng tôi sẽ giới thiệu đến đôi câu đối phẳng. Đôi câu đối phẳng này là có kích thước dài 1m97, rộng 28, dày 4 phân. Thì đầu trên chúng tôi đục là rơi rơi ngậm đồng tiền. Toàn bộ hoành phi câu đối này là chúng tôi có làm phụ đề tiếng Việt để cho quý khách dễ hình dung hơn. Thường thì là nguyên bằng chữ Hán nhưng mà chúng tôi làm thêm phụ đề thì quý khách sẽ dịch được luôn là chữ Nho đấy là nghĩa là như thế nào. Câu đối này một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, còn một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Cũng được chúng tôi đục chạm 100% bằng tay, không can thiệp đục CNC. Phía dưới câu đối này là chúng tôi đục lãng hoa, nhìn trông rất là bắt mắt. Chúng tôi sẽ quay rất chậm cho quý vị xem nha. Còn mọi thông tin và chi tiết và giá thì quý vị liên hệ tới số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí để quý khách biết được chất liệu gỗ và chủng loại gỗ, kích thước, dài rộng và giá thành. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ hoành phi và câu đối phẳng đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.